Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review sẽ giới thiệu với các bạn mạch điều khiển Wi-Fi WKMH8266. Đây, trên tay mình là mạch điều khiển. Mạch này thì sử dụng là module SP826601 kết hợp với lại một chip STM32F103 để cấu hình cho SP826601 thông qua giao tiếp UART. Đây, thì trên kit này tích hợp sẵn một relay dùng để bật tắt thiết bị. Module này thì được cấp nguồn DC5V qua jack DC5501. Đây là một header để chúng ta kết nối với relay. Module này của chúng ta thì sẽ hoạt động ở chế độ access point, tức là chế độ điểm truy cập. Nó sẽ phát ra một điểm truy cập Wi-Fi có tên là Wi-Fi gạch dưới WKMH gạch dưới 8266 với mật khẩu mặc định là 1 2 3 4 5 6 7 8. Chức năng chính của module này thì nó có thể điều khiển bật tắt một thiết bị qua mạng LAN. Về cách sử dụng như sau. Đầu tiên mình sẽ cấp nguồn 5V qua jack DC5501, thì các bạn sẽ thấy đây chúng ta có module SP8266 đã có đèn báo nguồn. Và phía sau này chúng ta thấy có đèn báo nguồn màu đỏ và đèn báo trạng thái màu xanh đã sáng. Đây, sau khi có tiếng bíp phát ra thì tức là SP của chúng ta đã được cấu hình thành công. Thì các bạn có thể lúc này các bạn sẽ truy cập vào Wi-Fi. Tiếp theo các bạn tiến hành bật Wi-Fi trên máy tính của chúng ta. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây sẽ có một cái Wi-Fi có tên là Wi-Fi cái dưới WKMH cái dưới 8266. Các bạn tiến hành kết nối với Wi-Fi này, bấm connect và nhập mật khẩu là 1 2 4 5 6 7 8. Đây, sau khi connect thành công, các bạn sẽ nhập cho mình địa chỉ IP. Các bạn sẽ mở trình duyệt web, nhập địa chỉ IP là 1.1.1.1, enter. Đây, sau khi nhập địa chỉ IP, các bạn sẽ thấy trên trình duyệt của chúng ta sẽ hiện ra một giao diện điều khiển. Đây các bạn, mình sẽ bấm delay on, các bạn có thể quan sát delay bật, tắt, bật, tắt. Đối với trên điện thoại di động các bạn cũng có thể thực hiện tương tự. Đầu tiên các bạn mở phần cài đặt lên, các bạn kết nối với Wi-Fi. Thì ở đây mình đã kết nối thành công. Các bạn cũng mở trình duyệt, nhập địa chỉ IP 1.1.1.1. Ok. Đây các bạn cũng sẽ thấy có một giao diện điều khiển tương tự. Đây mình sẽ bấm on. Thì đồng thời ở đây chúng ta sẽ thấy là cả trên máy tính cả trên điện thoại chúng ta đều sẽ có giao diện điều khiển. Thì các bạn có thể, ví dụ đây mình vừa tiến hành điều khiển bật relay, ở đây sẽ hiện là relay on. Thì các bạn nhấn reset, ở đây cũng sẽ cập nhật lại được trạng thái cho chúng ta là relay đang bật. Với việc đồng bộ được cái trạng thái relay ở trên tất cả các trình điều khiển như này thì sẽ giúp cho các bạn rất là tiện lợi trong quá trình điều khiển thiết bị. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu nối để bật tắt một thiết bị, cụ thể đây là bóng đèn. Thì ở đây các bạn có thể thấy là mình đã đấu sẵn một dây từ nguồn 220 đi trực tiếp vào bóng đèn. Một dây thì chúng ta sẽ đấu vào chân com, tức là chân giữa của 3 tiết điểm relay. Đây. Một dây vào phía bóng đèn thì chúng ta sẽ đấu vào với chân ngoài của relay. Sau khi tiến hành kết nối xong thì mình sẽ thử bật tắt bóng đèn này cho các bạn xem. On. On. Trên đây nhóm review đã giới thiệu đến các bạn mạch điều khiển Wi-Fi WKMH8266. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.